Quay thì các bác xem này. Vẫn còn một con bay nữa kìa. Kinh khủng. Bọn này nó vào nó nặng cánh là nó không bay được đâu, nó không trèo được đâu. Đeo cái túi lên người này cho khỏi ướt nào. Mà ướt thì nó sâu nước nhỉ. Đang le le lâu ấy. Thank you.
ăn trúng ra luôn. Trong lúc quay cái tí cho tôi bác. Hồi này nó đang làm gặt nên là cũng không. Ngộp ngộp, toàn tướp, toàn nan thôi. Ui rồi còn nữa kìa, kìa đang đảo kìa. Đấy thấy chưa? Kệ nó, khi nó lại lên. Đây, xoay. Không xoay thấy ở chỗ nào được. Ê rồi đang đảo kìa. Không nhìn thấy. Nhìn thấy rồi. Đấy đảo lên đây này. Ê rồi xà xuống lúa rồi. Đấy. Xà hết xuống lúa rồi đấy. Không quay được. Gỡ cái lưới ra cho nó khỏi rối. Từ trên này xuống rồi đâm xuống rồi, trên này đâm xuống.
À, đúng là chỗ sâu nhất. Mấy con nữa xả xuống lúa chưa bốc lên đâu, vẫn nằm trong lúa đấy, kiểu gì tối nay chết lốt. Một bì le le đấy, một tướng đàn le le thì đã bắt đi xuống dưới kia, đã sang bên này. Cái này hai con à? Ừ, một đàn luôn. Quay ngược túi à? Hai con đấy quay ngược túi à? Chắc vòng lại nhờ. Phi vào rách cả lưới. Phi mạnh thật. Rách lưới. Một khi mạnh thế mà lưới sợ hành người đấy. Kinh nhỉ. Kiểu nó quay lại theo đàn đi. Quay lại nó cứu bọn kia. Kinh không? Như ngan.
Ngan, đàn ngan tôi. Không biết ngan như nào này. Ngan như nào, thả rông. Chẳng nghịch cái chứ. Gà lướt Ấn Độ. Mắt đỏ à? Mắt đỏ mà to thế. Mắt đỏ à? Mắt đỏ to nhỉ. Mắt đỏ hồi này bay nhiều phết rồi đấy. Không. Mai kia nó gặt xong. Mắt đỏ. Mắt đỏ to nhỉ. Chẳng nghịch. Mắt đỏ. Lặng cả túi, vãi trưởng. Tàn ngàn. Ngàn. Hôm nay 16 tháng 10 nhá. Lâu quay tình hình cập nhật anh em tí. Bác anh em hôm nay thế nào? Anh em hôm nay ngan các bác ạ. Cứ phải khóa cánh nó vào. Toàn ngan thôi các bạn. Có mấy con mà đã lặng lặng tay thì đấy gõ đó. Thôi cập nhật này cho các bác xem. Nặng hết cả tay các bác ạ.
toàn ngan thôi. Hôm nay 16 tháng 10 nhá. Đấy các bạn. Toàn ngan là ngan. Nặng hết cả tay. Bác xem thấy hay like đăng ký ủng hộ kênh nhá. Xin cảm ơn các bác. Chào các bạn.